Thưa quý vị, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhiều quốc gia châu Âu đã thể hiện sự phản đối bằng cách cắt đứt quan hệ với Nga ở nhiều phương diện. EU đã đặt mục tiêu thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt và khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga, cấm hầu hết việc nhập khẩu dầu thô từ Moscow. Tuy nhiên đến hiện tại, khi xung đột Nga-Ukraine có dấu hiệu sắp đóng băng, nhiều nước đã quay xe, mong muốn bình thường hóa quan hệ với Nga. Quốc gia châu Âu đầu tiên có thể kể đến là Slovakia. Thủ tướng Slovakia tuyên bố, mặc dù chính sách đối ngoại của nước này bị ảnh hưởng bởi tư cách thành viên của cả EU và NATO, nhưng Slovakia vẫn có một số chủ quyền nhất định. Ông Fico cho biết, những quan điểm này không phải lúc nào cũng phù hợp với chính sách duy nhất được thúc đẩy ở Liên minh châu Âu-EU. Theo Thủ tướng Fico, ưu tiên của ông trong lĩnh vực chính sách đối ngoại là bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia Slovakia, hỗ trợ các sáng kiến hòa bình, chứ không phải thúc đẩy chiến tranh ở Ukraine. Đảng SMER của Thủ tướng Fico đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 30 tháng 9 vừa qua, với cam kết sẽ chấm dứt ngay lập tức mọi viện trợ quân sự cho Ukraine. Đến ngày 11 tháng 10, SMER đã thành lập chính phủ liên minh với đảng Hlas cánh tả và đảng quốc gia Slovakia. Đầu tháng 11, chính phủ mới được bổ nhiệm đã từ chối cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 40,3 triệu euro, tương đương 43,2 triệu đô la Mỹ cho Ukraine mà chính phủ tiền nhiệm đã đề xuất. Dưới chính phủ trước đây, Slovakia đã cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ nhân đạo và quân sự sâu rộng, bao gồm pháo binh, máy bay chiến đấu và các hỗ trợ khác. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Praha, Cộng hòa Séc vào ngày 24 tháng 11, ông Fico tuyên bố cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trở thành một cuộc xung đột đóng băng không thể giải quyết bằng cách gửi vũ khí tới Kiev. Mới nhất, chính phủ Slovakia có kế hoạch gia hạn và mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine, theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp Slovakia được phê duyệt vào ngày 29 tháng 11. Lệnh cấm trước đây áp dụng cho 4 loại ngũ cốc là lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương và sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2023. Đề xuất nêu rõ Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia sẽ cập nhật danh sách này nếu cần thiết, căn cứ vào diễn biến của tình hình thị trường. Đề xuất cho rằng lệnh cấm là cần thiết do thiếu một giải pháp mang tính hệ thống toàn châu Âu và lệnh cấm đơn phương của hai nước láng giềng, đề cập đến Ba Lan và Hungary. Trong khi đó, theo DW, Hungary, một thành viên của cả Liên minh châu Âu-EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhập khẩu nhiều dầu mỏ và khí đốt của Nga. Trong bối cảnh EU và NATO gia tăng sức ép đối với Nga liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine, Budapest nhiều lần tuyên bố duy trì quan hệ với Moscow. Hồi cuối tháng 11, tờ TASS dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng. Ngoại trưởng Szijjarto phát biểu, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không muốn từ bỏ bất kỳ nguồn cung nào giúp bảo đảm an ninh năng lượng cho Hungary. Hungary xem việc mua năng lượng là một vấn đề thực tế thay vì chính trị. Hungary sẽ không cho phép bất kỳ ai gây sức ép buộc chúng tôi phải từ bỏ bất kỳ nguồn cung năng lượng nào. Đa dạng hóa không có nghĩa là thay thế nguồn cung năng lượng hiện có bằng nguồn cung khác. Đa dạng hóa tức là thu hút nhiều nguồn cung năng lượng hơn. Còn ở Đức, nước từng là khách hàng mua dầu thô của Nga lớn nhất trong EU đã ngừng nhập khẩu qua đường ống vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Bất chấp thực tế là lệnh cấm vận mới nhất của EU miễn trừ việc giao hàng qua đường ống tới khối này từ Moscow. Dữ liệu chính thức của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức cho thấy việc nhập khẩu dầu thô từ Nga của Berlin gần như đã bị ngừng hoàn toàn trong bối cảnh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Tuy nhiên, số liệu thống kê không tính tới dầu thô có nguồn gốc từ Nga được mua gián tiếp từ các thương nhân toàn cầu thông qua vận chuyển từ tàu này sang tàu khác. Theo đó, Đức đã tiếp tục nhập khẩu khối lượng lớn dầu của Nga được xuất sang Ấn Độ. Ấn Độ đã thay thế Nga trở thành nhà cung cấp dầu cho Berlin sau khi EU cấm hầu hết việc nhập khẩu dầu thô từ Moscow. Theo một báo cáo, nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Ấn Độ của Đức đã tăng hơn 12 lần trong 7 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Phân tích dữ liệu chính thức cho thấy giá trị dầu thô mà Đức nhập khẩu đã tăng từ 37 triệu euro, tương đương 39 triệu đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2022 lên 484 triệu đô la Mỹ trong cùng kỳ năm 2023. Báo cáo cũng cho biết nhập khẩu dầu thô từ Ấn Độ của Berlin chủ yếu là dầu khí được sử dụng để sản xuất dầu diesel hoặc dầu sưởi. Đồng thời lưu ý rằng New Delhi gần đây đã sản xuất một tỷ lệ đáng kể các loại dầu khí loại này từ dầu thô của Nga. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhận định tình trạng đóng băng quan hệ giữa Nga và Đức không mang lại lợi ích cho quốc gia nào, mà chính Đức là bên chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Putin, tôi muốn nhấn mạnh rằng tình trạng quan hệ đóng băng hiện tại với Nga không phải do chúng tôi chủ động. Điều này không có lợi, không mang lại lợi ích cho cả Moscow và Berlin. Nhưng trước hết, theo tôi,
Đức là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ông Putin nhắc lại, Nga và Đức đã phát triển hợp tác thực tế như kinh doanh trong hơn nửa thế kỷ. Điều này đã mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và có lẽ không chỉ cho Nga mà còn cho toàn bộ lục địa châu Âu. Đáng chú ý, năng lượng luôn là lĩnh vực hấp dẫn trong mối quan hệ hợp tác song phương. Trong nhiều thập kỷ, Moscow đã cung cấp cho Berlin nhiên liệu khí, dầu mỏ, các sản phẩm năng lượng cũng như các nguyên liệu năng lượng thô khác thân thiện với môi trường một cách đáng tin cậy, không bị gián đoạn, với giá cả phải chăng và hợp lý. Tuy nhiên, Tổng thống Nga khẳng định mối quan hệ hợp tác này đã bị hủy hoại theo đúng nghĩa đen, bao gồm cả hành vi phá hoại đường ống Nord Stream. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2022, Nord Stream AG, nhà điều hành đường ống đã báo cáo về hành động phá hủy chưa từng có trên 3 chuỗi đường ống khí đốt ngoài khơi Nord Stream và Nord Stream 2. Trước đó một ngày, các nhà địa chấn học Thụy Điển đã ghi nhận 2 vụ nổ trên các tuyến đường ống này. Sau đó, Văn phòng Tổng công tố Nga đã mở cuộc điều tra về hành vi khủng bố quốc tế. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển cũng tiến hành các cuộc điều tra riêng, nhưng từ chối cho Nga tham gia vào các cuộc điều tra này. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng bên cạnh mối quan hệ chính trị và kinh tế, mối quan hệ giữa Nga và Đức trước đây đã phát triển rất thành công trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa và nhân đạo, cũng như mối quan hệ giữa nhân dân hai nước đã có những bước tiến mới. Tuy nhiên, các mối quan hệ đó đã bị gián đoạn. Tổng thống Nga nhấn mạnh, Moscow luôn chủ trương xây dựng quan hệ Nga-Đức trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lợi ích của nhau. Tôi nhắc lại những mối quan hệ này không chỉ quan trọng đối với hai nước mà còn đối với cả châu Âu. Cũng theo hãng thông tấn TASS, dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Moldova Viktor Palikov ngày 3 tháng 10 cho biết, Moldova sẵn sàng mua khí đốt từ Gazprom với điều kiện là mức giá phù hợp và không có điều kiện chính trị áp đặt đối với Kishinev. Theo ông Palikov, hiện chính quyền Kishinev vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý tưởng về việc sẽ không bao giờ mua khí đốt từ Gazprom để cung ứng cho khu vực một phần lãnh thổ Moldova. Ông Palikov cho hay, tuy nhiên bây giờ chúng tôi có quyền lựa chọn. Nếu chúng tôi được đưa ra một mức giá tốt, và nếu mức giá này không đi kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị, rủi ro chính trị nào trong quan hệ với Liên minh châu Âu-EU, thì điều này có thể xảy ra. Trước đó, ông Palikov cho biết, khu vực hữu ngạn Moldova đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng nguồn cung khí đốt từ EU, với những đề xuất có lợi hơn các nhà cung cấp châu Âu. Moldova đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng do giá khí đốt và điện tăng cao, dẫn tới các cuộc biểu tình ở nước này. Kể từ tháng 10 năm 2022, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, trước đây là nhà cung cấp khí đốt duy nhất cho Moldova, đã giảm 30% lượng cung khí đốt hàng ngày cho Moldova. Tập đoàn năng lượng Nga giải thích rằng, điều này là do các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc vận chuyển năng lượng bị hạn chế qua Ukraine. Tuy nhiên, Kishinev lại đổ lỗi cho Gazprom về vấn đề trên. Tháng 12 năm 2022, Moldova đã chuyển hoàn toàn sang mua nhiên liệu từ các nhà cung cấp châu Âu, trong khi khí đốt của Nga được chuyển đến để sản xuất điện tại Cộng hòa Ly Khai Transnistria không được công nhận. Tập đoàn Gazprom hiện vẫn cung cấp 5,7 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày cho Transnistria. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Gazprom vẫn tiếp tục giữ liên lạc và duy trì đối thoại với Moldova, đặc biệt là về khoản nợ của Kishinev với tập đoàn này. Về phía Gazprom thông tin, họ đã nhận được yêu cầu cung cấp khí đốt hàng ngày từ công ty Moldovagas của Moldova và đáp ứng yêu cầu này. Moldova đã nhiều lần lên án việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Quan hệ song phương cũng trở nên căng thẳng do sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Transnistria. Trong bối cảnh đó, thông tin mới nhất từ hãng dữ liệu năng lượng và hàng hải Kepler cho hay, xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga sang Liên minh châu Âu-EU đã đạt mức cao kỷ lục là 1,75 triệu tấn trong tháng 11. Các số liệu cho thấy, châu Âu đã mua hơn 60% sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng xuất khẩu của Nga trong tháng 11, trong đó Pháp và Bỉ là những nước nhập khẩu nhiều nhất. Như đã nói, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, EU đã đặt mục tiêu thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt và khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga. Tuy nhiên, năm nay xuất khẩu khí hóa lỏng của Nga sang khu vực này gia tăng. Một số nước châu Âu thậm chí còn cho phép các bến cảng của họ trung chuyển hoặc tái xuất hàng của Nga. Trong 9 tháng đầu, các kho cảng của EU nhận nhiều khí hóa lỏng nhất từ Nga, lần lượt là Zeebrugge, Bỉ, Montreux-de-Brenne, Pháp và Bilbao, Tây Ban Nha. Trên sàn giao dịch năng lượng TTF của Hà Lan, hợp đồng khí hóa lỏng giao hàng tháng 11 có giá bằng hoặc cao hơn giá giao ngay cho châu Á trong một số ngày. Thị trường EU trở nên hấp dẫn hơn do chi phí vận chuyển từ Yamal đến đó đã thấp hơn đáng kể. Ngoài ra, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục mua khí hóa lỏng của Nga từ dự án Sakhalin 2 theo hợp đồng dài hạn với Gazprom. Nguồn cung sang Nhật Bản trong tháng 11 tăng 22% so với cùng kỳ lên 0,64 triệu tấn.
trong khi xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 50% lên 0,28 triệu tấn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.